Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh Tại Công Bằng Officer. Thì như các bạn cũng biết thì bằng làm bằng công việc của bằng hàng tháng như là livestream nè, rồi đi quay nè, rồi quảng cáo này nọ thì tiền của bằng đều đổ xô là vô tài khoản của nội hết, là sẽ tặng cho nội hết, cho nội hết, nói chung là để cho nội dưỡng già hết. Thì hôm nay bằng sẽ nhưng mà bằng có lừa dối một tí xíu, tức là bằng có thể bằng có chừa, chỉ là bằng giấu giếm lại một vài trăm nghìn hay là vài triệu đó trong thẻ của bằng. Thì hôm nay bằng chắc cũng lâu rồi đó, chắc cũng tầm 2 tháng rồi đó nên là ấp ủ lâu rồi, nên là chắc cũng khoảng tầm được mười mấy triệu á. Nên là hôm nay bằng sẽ đi ra ATM để bằng rút và bằng sẽ mua một món quà cho bà của mình. Ok chưa mọi người ơi? Và sẽ thử xem là cái cảm giác của bà như thế nào, coi là có zoom mất hay không. Ok, go, rút tiền thôi. Ok mấy bạn ơi, thì mình sẽ lấy thẻ của mình ra. Mình có nhiều thẻ đó mọi người, mà không thể nào có tiền, nhưng cái thẻ này có tiền thôi nè. Là thẻ này là thẻ đen để giữ tiền á. Ok các bạn ơi, vô nha. Rút đường nè ta, lâu quá không rút tiền, không biết đường cách rút tiền luôn. Rồi vô em ơi. Beep beep, beep beep, you just session it. Vô đọc tiếng Anh chưa xong nữa. Việt Nam. Tiếp tục. Ê che lại nha, không có cho thấy xưa mặt khẩu với ba. Vô. Trời ơi, sai số biên luôn, hơi sai thôi. A few moments later. Dễ gì sai đó mọi người, tại nãy giỡn thôi. Thả miếng. Giờ mình sẽ rút bao nhiêu nhờ? Order. Rút một lần 5 triệu nha. Mọi người, bạn em đi giờ này là giờ này khoảng tầm là 2 giờ chiều nhưng mà rất là nắng. Nếu mà bằng đi nếu mà buổi chiều mát á thì người ta lại người ta rút tiền, mà người ta thấy bằng đang quay đây người ta sẽ chửi bằng chết, đập đầu chết trong đây luôn, là ngày mai có án mạng lên kênh 14 liền luôn á quý vị. In 1 hour later. Ok các bạn ơi, mình vừa rút tiền xong thì đây sẽ là mười mấy triệu đó mọi người. Để nói chung là số tiền trong tài khoản đen của mình, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn phải đem ra để mình tặng cho nội luôn. Thì nói chung là mình cũng không có xài gì nhiều cho mọi người, tại vì mình là con người không bông chen đi. Không làm các bạn ơi, mà nội mình á không thích mua quà đâu, kiểu như là mua gấu mua hoa này nọ, chứ bà chửi mặt mình á, bà chửi chết luôn á. Thôi bây giờ mình đi xăm vàng. Xăm vàng đi các bạn ơi. Qua đường mà ơi. Các bạn ơi, mình đã xuống dưới chợ rồi nè các bạn ơi. Đây là chợ mình thúi lắm các bạn ơi. Không có gì chơi hết trơn nên là mình sẽ đi nhanh qua khúc chợ nha cả nhà. Go. Ok mình tới rồi các bạn ơi. Tiệm vàng. Nhiều vàng các bạn ơi, mình không có tiền mua. Vậy con muốn mua tặng cho bà con một cái nhẫn á. Nhẫn mà kiểu bà hơi lớn tuổi tí xíu. Nhẫn 54 hay 18? Dạ 24. Nhiều lắm các bạn ơi, bây giờ nhiều lắm, mình không biết đường lụa luôn, rất là nhiều luôn nha. Là cái này đem qua bển cái cô ghi giấy cho con. Ok. Là cái này ha. Cái này nha mọi người. Chắc dừa á, tại vì tay nội với tay đau dừa, đúng không? Không sao, ví dụ như dừa không dừa gõ ra được. Dạ. Tại sợ nhất là rộng mà thôi. Dạ đúng rồi. Chứ còn chật là sửa được ha. Dạ. Mai chị. Chín triệu chín trăm bảy mươi. Cái thỏ đưa ấy cái này có được không? Vậy nào phải là mười thỏ? Vậy nào? Ê 90 rồi, 90 tuổi. Ok các bạn ơi, mình đã về tới nhà rồi. Nhưng mà
mình đã gỡ vàng bỏ cất vô rồi. Mình nói là cái hộp này mình nói là mình đi chơi nãy giờ rồi, không biết có rớt mất không, cho tạo sự bất ngờ thử coi bà chửi như thế nào. Ok, vô các bạn ơi. Beep. Nói bữa hôm nó đi mua cho vàng nhá không đồ nè, mở coi đi. Hộp không gì đâu coi. Không gì 10 triệu cũng đã không gì. Hai chỉ đó. Nãy giờ con với đâu đi kêu trà sữa mà. Xong để trong trong đập mà. Ê. Hồi nãy bữa nay mà đúng không? Cái này nó cầm con coi. Đi kiếm thôi. A few moments later. Cầm hộp không có. Mà màu xanh luôn, xanh vậy nè. Mà bự hơn. Là bị không, hồi nãy là đưa ra con lúc này coi nhớ không? Đó. Thiệt hả? Thiệt. Con mua cho nó gõ gàng là 2 chỉ, hồi nãy hỏi đâu này con rút 15 triệu. Con mua 2 chỉ là 9 triệu 8 3 9 triệu 8 nhiêu? 9 triệu 9 8 9 triệu 8 20. Rồi tiền công 150 nữa. Lại gần 9 triệu 9 người chị. Đó đó coi coi. Tại vì con đi 2-3 chỗ luôn, con không biết chỗ nào nè. Trời. Là bỏ đi hết ta làm lại từ đâu. Ta là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau. Rồi tiếng dục cái hộp. Đâu rồi ta? Ừ sao? Em mua sao biết. 10 triệu luôn á. Chơi chứ có tiền đâu mua hộp không đó. Mua hộp không về quay clip á. Chứ làm gì có tiền mua hộp vàng. Đù. Đẹp. Trời đẹp. Trời sáng gỡ này cái gì. Lấy gì? Nói tao nó dốc mà. Nè mà. Tao thử coi. Thử vừa. Em giả. Em giả. Giả gì má? Trời ơi. Nè, khối lượng 2 chỉ không phân không ly. Nè cho bự. Mà dám. Có xấu trúng lại cắt cổ. Trời ơi sao cắt cổ nó kìa chết luôn. Cái này gỡ ra sao ta? Rồi được rồi, thấy chưa? Thấy thử coi. Ngón nào ngón này đi. Thôi đen bên tay này có rồi, tay này đi. Có đẹp không? Đồ đẹp ta. Thấy không? Vừa không? Hả? Vừa không? Gọng hả? Gọng mới sao khó được ta? Nãy bà nói là chặt thì mới khó được, còn gọng không khó được. Ê. Đây chặt. Bên đây. Chỗ này. Đeo không đó. Gọng không? Ủa sao này? Nè. Ủa? Chết rồi. Nóng giúp chi vậy? Đeo luôn chứ chi trời. Rồi. Rồi, khoe đi. Đưa màn hình kìa, đi gì nè. Để ta xuống cho người ta coi đẹp không? Hỏi đẹp không? Hỏi đẹp không các bạn ơi? Đẹp không các bạn ơi? Trời. Đẹp không? Dạ. Rồi. À, đây nè. Đây là tiền mà ém lại mấy ngày mấy nay ém được, còn được 5 triệu. Cho 5 triệu luôn. Đó. Rồi sao rồi giờ có đi quay clip giúp người ta quay TikTok không trời? Giờ có đi quay clip giúp người ta quay TikTok không trời? Bên chiếc, đeo bên chiếc gì nè đó, người ta mới biết mình có vàng. Đúng rồi, sống trên đời không sợ nhiều người, già không sợ chết chứ sợ ăn cướp thôi. Tối ngày sợ ăn cướp không à. Hôm bữa bị chó ăn cắp, bị chó ăn, mất chó đó mọi người. Bị xuống ký luôn nè mọi người, đây nè. Mọi người hỏi cái lý do mà tại sao mà nội em dạo này cái mặt bị xuống sắc rồi nhưng mà ốm nè, biết là gì không? Bị mấy thằng trộm chó, trộm xong mất con chó, xuống ký lên máu xuống hạ huyết áp. Bị đi chích 2 ngày trời, xuống mấy ký luôn, là mất con chó.
khóc khóc mấy ngày luôn. Ui là trời mọi người ơi, khóc quá trời các bạn ơi. Ok, và các bạn ơi, thì thử thách của bạn hôm nay đây là kết thúc rồi. Nói chung là cũng không có gì đặc biệt khi mà bạn đã biết, bạn lắc. Bạn quá lắc mọi người, bạn lắc liền, mọi người bạn lắc như nè. Là bạn biết nó không có gì rồi, mọi người bạn không lừa được bạn nên làm mọi người ơi. Nên làm mọi người muốn cái thử thách gì thì các bạn cứ comment ở dưới phần nhận xét. Và nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh của bạn và bà để xem những cái vlog mới nhất. Và hàng tuần thì bạn sẽ điều ra một cái vlog cho mọi người xem nha các bạn ơi. Và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của bạn là tại của bạn official và các kênh riêng như là Facebook của bạn và TikTok của bạn nha các bạn, cả nhà. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye bye. Bye bye. Bye. Cái tay đeo vàng đeo bye bye đẹp. Cái tay trái rồi. Bye.